trong những cảnh đẹp đẹp nhất mà tôi đã có cơ hội đi qua trong 30 quốc gia. Đây là hội tụ khí thiêng của trời đất mà chư Phật đã ngự trị ở đây. Tỉnh Thanh Si Băng là một cái nơi mà giống như là mọi người Việt Nam mình đều mong muốn được một cái cơ hội được đặt đứng chân đến một lần. Tôi sẽ cố gắng để lên thêm một vài lần nữa. Ở Phan Xi Păng ấy, ngoài những cái khoảng thời điểm trong ngày nó đều đẹp ra ấy, thì có hai khoảnh khắc lung linh nhất là bình minh và hoàng hôn. Nắng rất là đẹp nhưng mà săn được mây siêu ảo. Có một năng lượng từ trường nào đó mà khiến cho tất cả mọi người đều hoan hỉ.